Chào các anh em. Hôm nay nhà em sử dụng bộ đồ lội nước, một bộ đồ rất chi là thông minh, dành vào tất cả những công việc. Đầu tiên là ví dụ gia đình mà làm nông nghiệp của ao hồ thì sử dụng rất chi là tiện. Và với các bác mà đi đánh cò, đánh vạc, đánh chim đêm nhé, cũng có thể sử dụng bộ này, vô cùng là tiện lợi. Các bác chẳng còn no sợ ướt nữa, bởi vì với một cái bộ như thế này thì nước không để thấm được vào người các bác được nhá. Và giá trị của nó rất chi là rẻ, nó có giá là 250.000 tới tận tay các bác rồi đấy. Chất liệu cao su rất chi là mềm, siêu dai. Đây, hôm nay em sẽ mặc để đi bắt cá nhé. Bắt một con cá rất chi là to, ổng dày nhá, ổng mềm mại nhưng đế rất dày. Sẽ rất thoải mái khi các bác mặc bộ này lội nước, tự tin nhé, không còn no sợ ướt nữa. Nếu mà nhà mà có ao hồ thì rất chi là tiện khi sử dụng cái bộ này. Đấy nhá, cái tráng quen thuộc mà nhà em nhốt cá. Thấy không? Ui, to đấy. Hôm nay bắt con chấm đen nha. Wow, to khủng luôn. Con chấm đen này 8kg các bác, gần 8kg. Sao con này nó hiền thế nhỉ? Không phản ứng gì à? Lên ra nào, mang lên chỗ vừa lấy nhé. To khủng luôn. Ôi, chưa giờ thấy một con cá nào to như thế này. Con chấm đen các bạn, con chấm đen ở ao nhà em. Con này nuôi mấy năm rồi, này bắt làm thịt. Các bác thấy sử dụng bộ này rất chi là tiện lợi nhá. Nếu mà nhà có ao hồ, các bác sử dụng luôn. Và các bác phụ nữ ở trong miền Nam thì em thấy các bác là sinh đầy nhiều, các bác cũng hay dùng cái bộ đồ này. Đấy, chất liệu rất chi là mềm mại nhá. Thôi cởi ra được rồi. Đây nhá, các bác chẳng còn no ướt nữa. Rất chi là dễ sử dụng với cái bộ này nhá. Đấy, các bác thấy không? Không ướt một chút nào. Cái bộ này thì nhà em dùng khá lâu rồi đấy ạ. Các bác mà đang cần cái bộ như này, các bác làm nông nghiệp, làm vườn, đi bẫy chim đêm, bẫy cò, mà cần thì alo tới bên em nhé. Bên em chuyên cung cấp tất cả những cái dụng cụ về nông nghiệp, những cái dụng cụ đầy đủ và hữu ích nhất, giá rất chi là hợp lý. Vâng, thế em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Chào các bác nhé, và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Đây, bộ quần đây. Đấy, chất liệu này là cao su, không dày đâu nhưng mà siêu dai luôn các bác ạ. Vâng, chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.